Mời quý vị rất nhiều với tình khúc vừa rồi. Thì một lần nữa đây cũng xin chào mừng tất cả quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng em những tờ lá vé còn đồng lệ trên tay, những vé ít rủi nhiều may. Và người ta thường nói những bông hoa đợi sau là những bông hoa đẹp. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý vị nha. Không anh chị mình cứ ngồi hoặc đứng tại chỗ, chỉ giơ đầu ngón tay lên thôi. Và nhân viên chúng em sẽ mang về để phục vụ cô bác anh chị mình. Một lần nữa chúng em xin thay mặt người đẹp Lô Lô xin trân trọng kính mời và kính mời. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số của chúng bà con mình gặp nhiều may mắn trong loại này nhá. Dễ nè chúng ơi. Đây dễ cho Lô Lô cho Bảo. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì đi. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra ai chưa có dễ dường tài lần, ai chưa có dễ dòng loại này chưa. Sơ gì ra mời cô bác cái dây dòng này trở lại đây, trở lại đây nghiêm chú số cả ra con mấy còn mấy gì ra sơ gì ra cái người nước đi bo nha ơi, dạ mấy vàng cái người nước đi bo gì áo xanh kìa lẻ lên. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra cái này, mấy gì ra. Nắng chiếu lung linh hương hoa vàng, chờ tia nắng về trong
chị Nguyên chị xét nghiệm coi nó ướt cái gì nè, nó hết hồn nó ướt. Và bây giờ xin mời cô y tá Dạ Thảo. Cái giấy khới lên tới đây rồi. Trời đất ơi, ba trái luôn dồn một chỗ. Phan chị coi coi. Trời đỏ cổ trơn rồi nè. Trời đất ơi. Nó nghe nè, hai đứa mai mốt từ xem cái này xong đó là mai mốt khán giả mình có ai mà phá hoàng đó là mướn hai người này giùm em nha. Là giờ số tiếp tục con số 8. Rồi kính thưa quý vị, con 22 giờ kêu qua 12, hả số mấy vậy? 22 giờ kêu qua có 1 số 10 có 2 50 có 3 số 7 rồi, y chang dòng loại 163 140 hôm lệ quý vị vẫn là 22 số 10 số 7 50 và 133 hôm lệ. Chúc mừng 3 vị khách may mắn. Kính thưa quý vị, và để đáp ứng theo yêu cầu của quý vị, hồi nãy em đi xuống dưới thì có quý vị nói là không mấy cái tivi mình chưa có trúng thì mình bán thêm một vòng nữa đó quý vị. Và ngay bây giờ, từ từ mấy em nha. Ngay bây giờ vòng loại tiếp theo em cũng xin trở lại, miễn sao tặng được cái tivi thôi quý vị nha. Rồi ai đồng ý cho em thằng khóa tay quý vị. Yeah, cho nên em xin một vòng tiếp theo nữa là cũng 20.000 một vé quý vị nha. Và chúng ta sẽ nhận qua và đúng rồi vòng này luôn. Dạ. Dạ, nhận qua sản phẩm đặc biệt là một chiếc tivi trên sân khấu quý vị nha. Hồi nãy tất cả quý vị khán giả ở dưới nói là sao có một vòng vậy, không có vui, chơi một vòng nữa quý vị nha, cho hồi hộp hơn quý vị ha. Không có tặng vé, vòng này thì không có tặng vé. Và trong khi chờ đợi, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của người đẹp Dương Thanh Vàng quý vị nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, cảm ơn Dương Thanh Vàng. Thì em hát bài đẹp chảy nước mắt luôn chứ giỡn chơi đâu. Rồi quý vị ơi, quý vị đã không bé vòng lời đặc biệt cho quý vị. Dạ có, nhớ lên cho em biết quý vị. Dạ, đó vàng trời, ai chưa có vé, giơ cho em biết luôn quý vị. Đó, giơ cái tay để nhân viên quân đội ơi. Bà ham bán liền chi, hồi nãy bà tặng màu vàng, bây giờ bà bán màu vàng, tôi đi bán. Sao? Người ta hỏi vỏ nào? Thì vỏ màu vàng, nhưng mà nó khác dòng lỗi. Mà bà nghĩ đi bán người nào cũng hỏi chứ rồi sao? Thì cũng phải trả lời thôi. Cần trả lời thì chừng nào bán mới hết. Thì mà ăn tiền rồi bán hết rồi, giờ mình ở lộn chồng bà thì thấy ra cục đi à. Ai vậy? Chồng bà. Mai tao đi gì nó cưới bà khác. Người ta có dòng lỗi, đặc biệt là dòng lỗi nào? Dép vậy đưa dép ngày trước đi ra nói chuyện. Trời thật ơi, mày ăn nó luôn đi, con nó mở không mày cũng ăn được ha. Trời thật ơi, sao anh. Kính thưa quý vị, dòng loại số mấy vậy? Kính thưa quý vị và chúng ta, dòng loại màu vàng này quý vị ở lập cái sau lưng tờ vé đó quý vị sẽ có số vòng loại lần lượt như sau, quý vị dò lại giùm em, nếu không có quý vị đổi ngay cho nhân viên để không thiệt thòi về sau quý vị nhé. Dòng loại số 600, dòng loại số 160, dòng loại một số 158, dòng loại 400 và dòng loại 170 thưa quý vị. Bé nào bán cho chị vậy chị? Ai chị? Con giàu quả thì bước lên đây nói chuyện mày. Tại làm sao mà mày bán vé không có một cái dòng lụi nào hết, mua yêu nghiệp. Mày bán vé giả à? Mày bán vé giả à? Mày lận à? Chị ơi, em đâu có rẻ mấy cái vé này. Chị rẻ đó. Trời Phật ơi. Đó. Quý vị ơi, ai mà không có số sao quý vị đổi lại liền quý vị nha. Nha, đổi lại liền giùm em nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ai chưa có vé, giơ tay lần nữa à. Kính thưa quý vị, nếu mà mình mua vé vòng này thì mình dò vòng này quý vị. Còn vé màu vàng hồi nãy không có số dòng loại đó quý vị. Để cuối chương trình chúng ta dò tặng phẩm cũng sẽ được nhân đôi. Có nghĩa là hai con gấu bông bự lần nha quý vị nha. Đừng có bỏ quý vị nha, đừng dò trước lẫn lộn nha quý vị nha. Dạ, rồi, mấy anh chị dò lại cái dòng loại bên đây ạ. Dòng loại số 600. 160. Dòng loại 1400, dòng loại số 400, dòng loại 158, 158 và 170, 170 à. Dạ, 500 loại. Dòng loại này ạ. Rồi, quý vị khán giả đã có vé trên tay hết chưa ạ? Và bắt đầu cho số gì ơi? Hey! Mỹ gì ra Mỹ, gì ra Mỹ, gì ra Mỹ, gì ra vô. Mỹ gì ra Mỹ, gì ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe, đi thấp thấp không có quen. Mỹ gì ra trở lại đây, trở lại đây mà nghe kêu số Mỹ gì ra Mỹ gì ra Mỹ gì ra số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra người gì đây, người gì ra người gì đây, người gì ra số đầu tiên, người gì đây, người gì đây, người gì ra, người gì đây, người gì ra. Kể từ lúc em đây có bầu là biết cách hai rồi nha, nhưng em thật lo chẳng nói. Con 16 số đầu tiên nhập nhập cho con 16 con 16 con 16 con 16 con gì ra cái đây muốn gì đây.
Hello. Hi. Hello everyone. Hello Mary. Hello Peter. Where are you from? I'm from Colombia, Canada, Morocco, Tóc Trung Lương, Bình Dương. How are you? I'm fine. Thank you. And you okay? Bye. 52. Mày nói gì vậy? Có nói gì đâu. Mày nói gì?